Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy toán lớp 9 rút gọn bị thức. Thầy có cái đề là căn bậc 2 của mở ngoặc 2 ta trừ cho căn 3 đóng ngoặc là mũ 2. Thế như vậy thì cái bài này thì chúng ta sẽ rút gọn là chúng ta sẽ bỏ cái dấu căn này và cái mũ này, bỏ căn này và cái mũ này. Thì khi đó thì cái ở trong đó là nó thành là cái trị tuyệt đối, trị tuyệt đối. Đây cái này thì thầy ghi lại cái đề, Đây, khi mà bỏ cái dấu căn này, cái dấu căn này và cái mũ này thì còn lại là căn ra thì nó ra là cái trị tuyệt đối. Cái trị tuyệt đối thì trong này chúng ta thấy là 2 mà ta trừ cho căn 3. Như vậy thì căn 3 thì chúng ta sẽ được là 1,7. Nếu như bấm máy tính thì cái này nó là bằng là 1,7 này. Nó là bằng là 1,7 mấy á. Yeah, 1,7 thì nó là nó nhỏ hơn 2. Nó nhỏ hơn 2. Nó nhỏ hơn 2 thì 2 ta trừ cho 1,7 thì nó luôn luôn là một con số dương. Luôn luôn là một con số dương. Như vậy thì ở đây là khi đó thì chúng ta sẽ bỏ cái trị tuyệt đối này ra thì cái này nó vẫn là dương. Được, nó vẫn là dương tại vì 2 mà ta trừ cho căn 3 mà căn 3 nó là bằng là 1,7, căn 3 là 1,7 mà 2 ta trừ cho 1,7 thì nó là vẫn là luôn luôn là lớn hơn 0. Được. Như vậy cho nên là cái trị tuyệt đối này nó vẫn là giữ nguyên hai con số này là 2 ta trừ cho căn 3. Vì 2 ta trừ căn 3 là lớn hơn 0. Lớn hơn 0 thì bữa nãy thầy đã giải thích rồi đó. 2 ta trừ cho 1,7, căn 3 là 1,7 thì nó vẫn là lớn hơn 0. Được. 2 là trừ cho 1,7 là bằng là 0,3. 0,3 nó vẫn là lớn hơn 0. Rồi cái bài này thì chúng ta làm sao đây? Thứ nhất là chúng ta sẽ bỏ cái dấu căn, cái mũ. Và cái này nó có dấu ngoặc này nó tư thành là cái dấu trị tuyệt đối. Trị tuyệt đối thì chúng ta sẽ xét ở trong này. Chúng ta xét ở trong này thì chúng ta sẽ thấy hai con này trừ nhau. Trừ nhau là như thế nào? Con số này mà nó lớn hơn con số này thì vẫn giữ nguyên. Được. Mà nếu như con số này nè mà nhỏ hơn con này thì chúng ta phải đảo ngược lại, đảo ngược lại và có cái dấu âm phía trước nữa. Cái bài tiếp theo là sẽ gặp. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi và kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc bài học tốt.